Xin chào bạn đã quay trở lại với checklist 7 ngày để bạn có thể ra những cái đơn hàng đầu tiên. Đây là checklist thứ 4 dành cho bạn. Đây là một checklist rất là quan trọng để bạn có thể có thêm được nhiều khách hàng tiềm năng và bán được những cái đơn hàng đầu tiên. Đó là bạn hãy tham gia vào những cái hội nhóm chất lượng. Hội nhóm chất lượng là những cái hội nhóm mà có khách hàng tiềm năng của chúng ta ở trong đó. Và cái hội nhóm đấy hoạt động rất là tích cực. Tôi lấy ví dụ như sản phẩm dịch vụ collagen của chúng ta, đối tượng là dành cho phụ nữ, và dịch vụ leasing thì đối tượng là dành cho trẻ em. Thì chúng ta hãy tham gia vào các nhóm nào có phụ nữ, có trẻ em, và những cái nhóm nào có lượng tương tác thật là nhiều. Lượng tương tác thật là nhiều là như là chúng ta tham gia vào đó, chúng ta nhìn thấy những cái bài post, bài đăng mà có rất nhiều comment, rất nhiều like, thì đó là những cái bài có chất lượng. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta kết bạn với những cái khách hàng tiềm năng, đúng không ạ? Khi mà chúng ta nhìn thấy một cái bài mà có rất nhiều người tương tác thì chúng ta hãy xem những cái Facebook mà khách hàng đã comment vào đó. Khách hàng họ đã comment vào đó và họ thấy, mà mình thấy rằng là ví dụ như là trong hội mẹ và bé, đúng không? Nuôi con bằng sữa mẹ, thì có mẹ sẽ đăng lên là dạo này em ít sữa quá, các chị có biện pháp gì để cải thiện vấn đề nhiều sữa hay không? Thì có rất nhiều cái comment ở dưới là các mẹ sẽ tư vấn là mẹ ấy nên làm như thế nào để có nhiều sữa. Thì chúng ta hãy vào những cái Facebook của những cái mà bạn mà đã comment đấy á, và hãy nhìn xem là họ comment, và vào cái Facebook của họ xem họ có phải là cái Facebook thực hay không, hay là Facebook ảo. Facebook thực là có người sử dụng, có người đang hoạt động, là cái Facebook mà có cái bài đăng thường xuyên này. Thứ nhất là có bài đăng thường xuyên này, và thứ hai là họ đăng ảnh của họ, đăng ảnh đi chơi gia đình con cái. Và khi mà mình vào Facebook của họ để biết được, vào phần giới thiệu này, biết được họ là nữ hay là nam này, sinh năm bao nhiêu, quê ở đâu này đấy, và họ làm công việc gì. Khi mà cái Facebook rất là chi tiết như thế thì mình hoàn toàn mình có hiểu được khách hàng của mình là ai. Thì chúng ta hãy kết bạn với những cái Facebook như thế, đặc biệt là các bạn không kết bạn với những cái Facebook ví dụ như chỉ có ảnh đại diện, chỉ có ảnh bìa không, mà không có một cái nội dung đăng nào hết, thì hầu như các cái Facebook như vậy đa phần là cái Facebook ảo. Chúng ta không nên kết bạn nhé, làm dày cái tệp khách hàng của mình lên mà không phải là khách hàng tiềm năng thì hoàn toàn không nên. Để chúng ta kết bạn thật nhiều với khách hàng tiềm năng để gia tăng cái lượng bạn bè trên Facebook, thì khi chúng ta kết hợp với việc chúng ta đăng bài trên Facebook, đăng những cái vấn đề của họ, liên quan của họ, và đồng thời là chúng ta tương tác bằng cách là chúng ta nhắn tin để làm quen, rồi nhắn tin để đồng cảm, để chia sẻ một cái vấn đề gì đó, thì khi chúng ta khi mà họ đã cởi mở, họ đã chia sẻ những cái vấn đề của họ, thì chúng ta rất dễ giới thiệu cái sản phẩm của mình đến cho họ. Và các bạn đừng bùng một cái là khi mà không quen biết mà bùng cái chúng ta nhắn tin là chị em bán sản phẩm này sản phẩm kia, và chị mua sản phẩm này đi, hiệu quả lắm, hiệu quả lắm, thì chắc chắn bạn sẽ không bán được hàng đâu. Và bạn hãy tìm hiểu họ, hãy thấu hiểu họ, thấu hiểu cái vấn đề của họ, và hãy cho họ thấy rằng cái bạn có thể giải quyết được cái vấn đề của họ như thế nào. Và hãy tìm hiểu thật kỹ những quy trình của chúng ta là tìm hiểu vấn đề khách hàng, giải quyết vấn đề cho khách hàng, và chúng ta mới giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng. Đấy là cái cách mà các bạn có thể gia tăng thêm rất nhiều khách hàng tiềm năng ở trong các hội nhóm chất lượng. Và bạn hãy tham gia cho tôi 10 đến 20 nhóm hội nhóm chất lượng như thế. Tôi sẽ có những cái nhóm mà chất lượng sẽ gửi đường link cho bạn, và bạn chỉ việc tham gia vào đấy thôi. Bạn trả lời những câu hỏi của nhóm, và sau đấy bạn tham gia và bạn tương tác thật nhiều ở trên nhóm để tạo cái mối liên kết, cái mối quan hệ. Khi mà một ai đó đăng lên cái nhóm đấy là bạn có thể nhìn thấy bài luôn, và bạn hãy tương tác thực sự là rất là chăm tương tác vào nhé, thì bạn mới có gia tăng được thêm được những cái khách hàng tiềm năng cho mình. Chúc bạn làm thật tốt cái checklist thứ tư này. Cảm ơn bạn đã theo dõi video, và chúng ta hãy đón xem tiếp cái checklist thứ 5 sẽ là cái checklist gì, chúng ta cần phải làm gì để có những cái đơn hàng đầu tiên nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.